Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VFY Stock ha. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là ngày thứ ba đúng không? Thì em sẽ tiếp tục em làm một cái video để em phân tích về cái vận động thị trường cũng như là cái mã cổ phiếu mà anh chị mình đang nắm giữ ấy. Nó có những cái biến động ra sao. Tại vì anh chị cũng biết rằng là một cái phiên giao dịch như ngày hôm nay ấy là một cái phiên giao dịch rất là cảm xúc ha, và cái biên độ dao động trong phiên ngày hôm nay ấy nó lớn hơn so với ba phiên trước anh chị ha. Đó, và nó sẽ có những cái điểm mà anh chị sẽ lưu ý trong một cái phiên giao dịch như là ngày hôm nay ha. Thì nhìn chung một phiên giao dịch như hôm nay ấy, thì là một cái phiên mà nó có những cái yếu tố mà nó rung lắc vào phiên sáng, sau đó nó có những yếu tố mà nó tiếp tục ngắt lệnh và tắc nghẽn ở đầu phiên chiều. Thì thông thường như là hiện tại cái việc mà anh chị mình đã quá quen với sàn hâu liên tục có những yếu tố về tắc nghẽn lệnh đó, thì thông thường mà những yếu tố mà tắc nghẽn lệnh như thế thì các cái dữ liệu cũng như là các cái hành vi mà chúng ta phân tích ấy, nó sẽ không đầy đủ và cái mức độ chính xác nó sẽ không cao. Tại vì chúng ta phải hiểu rằng là một phiên giao dịch mà đầy đủ ấy, thì nó phải giao dịch từ lúc khoảng 9 giờ đến 2:45 kết thúc phiên ATC thì nó mới gọi là một phiên đầy đủ những cái dữ liệu cũng như là các cái dòng tiền. Ví dụ như sáng nay nhà tạo lập họ sử dụng các cái mã cổ phiếu để họ đè giá cái điểm số thị trường chung, họ rủ một nhịp để cho những chị nhà đầu tư nào mình tâm lý ấy, thì mình bán những cái lượng cổ phiếu đó. Thì có thể nếu như mà chiều sàn hâu nó không bị tắc nghẽn lệnh, có thể là nhà tạo lập họ tiếp tục, họ sẽ tiếp tục họ vét những cái lượng hàng mà họ rút chân lên, họ kéo xanh mạnh thì sao, hoặc có thể là chiều họ đạp luôn thì sao đó. Cho nên cái việc mà sàn hâu có tắc nghẽn lệnh như bây giờ ấy, nó cũng sẽ rất là khó khăn cho những nhà đầu tư cũng như là những người hỗ trợ như là tụi em ha, để tụi em phân tích được một cái góc nhìn mà nó được gọi là chính xác và nó chuyên sâu hơn. Thì ở trong những cái video hiện tại cũng như là cả một cái quá trình như bây giờ ấy, cái nút khắc mà em cho là lớn nhất mà nhà đầu lập họ không muốn đánh lên được ở trong hiện tại, thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều trong những video trước rồi. Thì nó chỉ mang một cái nút khắc, đó là cái kháng cự thanh khoản của thị trường chung thôi anh chị. Cứ một phiên mà giao dịch tầm 15.000 tỷ thì nó sẽ rất là khó khăn cho cái quá trình mà nhà đầu lập họ muốn đánh vượt kháng cự 1.200 ha. Đấy, tại vì một phiên mà nó để đánh vượt kháng cự ấy, nó phải có một cái phiên giao dịch với khối lượng cực đại, em đánh giá là rơi vào khoảng đâu đấy 20.000 tỷ đến 25.000 tỷ thì nó mới hợp thức hóa với cái việc mà nó đánh lên những cái nhịp hiện tại ha. Còn bây giờ anh chị mình nói một phiên nào mà giao dịch 20.000 tỷ thì như thế nó hơi bị xa vời anh chị ha. Đó, cho nên bây giờ thôi, chúng ta phải tùy cơ ứng biến, tùy theo những cái vận động trong phiên mà chúng ta sẽ có được những cái chiến lược cũng như là những cái cách xử lý cho nó phù hợp anh chị ha. Đấy, thì hôm nay nhìn chung ấy, nhìn chung một cái trend tổng quan mà em đã phân tích trong một cái video ngày hôm qua ấy, anh chị nào mình chưa xem video ngày hôm qua thì mình có thể mình xem lại để mình nắm bắt kỹ hơn về một cái xu hướng của thị trường hiện tại. Em đánh giá rất là kỹ viên niên tích lũy này, cơ hội là như thế nào và thử thách ra sao, thì anh chị mình phải xem kỹ cái video này thì anh chị sẽ hiểu hơn về những cái vận động thị trường. Chúng ta tránh kỳ vọng quá nhiều vào cái vận động thị trường ở nhịp hiện tại ha. Thì nhìn chung nó vẫn trong một cái nhịp sideways tích lũy thôi. Thì hôm nay ngày 16 này, hai ngày nữa là ngày 18 thì nó chọn một kháng thị trường chung đi ngang, cứ đi ngang những cái biên giới này thì nó sẽ làm cho cái tâm lý của anh chị mình rất là khó chịu. Nhiều nhà đầu tư đã rất chán nản với cái vận động hiện tại ha, và nó giao dịch với những cái vùng mà nó rất là khó nhằn. Cái biên độ lợi nhuận của anh chị mình hiện tại nó sẽ rất là hạn chế đó. Và trong một cái phiên như giao dịch như ngày hôm nay ấy, thì anh chị mình thấy rằng là những cái nhịp mà phiên sáng nó có những cái yếu tố mà giảm điểm, nó giảm điểm về nó lấp một cái gap hôm thứ năm nó mở. Anh chị thấy không? Hôm thứ năm thị trường chung có những yếu tố mà nó mở gap. Thì không, thường em đã nói với anh chị rất nhiều rồi, nếu như mà anh chị nào mình có kiến thức ấy, hoặc là mình đã tham gia một cái khóa học của em ấy đó, thì mình cũng biết 80% cái gap sinh ra là sẽ được lắp lại. Nó sẽ có những cái xu hướng mà nó quay về nó lắp trong những cái xu hướng ngắn hạn anh chị ha. Đấy, đây là cái buổi số 3 này, là cái buổi chúng ta sẽ học về kháng cự hỗ trợ cũng như là học về gap ha. Đó, thì cái gap là những cái quá trình mà phân tích nó cực kỳ quan trọng nha anh chị. Đó, gap là một cái khoảng trống giá ha. Đấy, cho nên chúng ta hiểu rằng là những cái phiên mà nó quay về nó test là những cái gap như thế này là việc hết sức bình thường. Và gap trước sẽ là hỗ trợ sâu. Thì anh chị thấy không, nó quay về nó lắp một cái gap và nó có những yếu tố mà nó rút chân ở trong một cái phiên dịch như ngày hôm nay, thì ở một góc độ nào đó em đánh giá là nó rất là tốt ha. Đấy, và nó kết thúc phiên nó chỉ giảm nó lấy khoảng hơn 4 điểm thôi. Thì ngày hôm nay nhìn chung thì nó vẫn trong một cái biên sideways, anh chị mình cũng không phải có gì mà quá lo sợ ha. Mã nào tăng ấy thì nó vẫn tăng, mã nào giảm thì nó vẫn giảm, mã nào tích lũy thì sẽ tiếp tục tích lũy cho những phiên giao dịch phân hóa như ngày hôm nay đó. Nhưng mà cổ phiếu nào đã tích lũy đủ ấy, thì nó sẽ tăng, những mã nào mà đã tăng rồi ấy, và tăng nóng ấy, thì sẽ gặp những áp lực điều chỉnh, những mã nào đã điều chỉnh đủ ấy, thì sẽ phải tích lũy lại. Thì em đánh giá trong giai đoạn hiện tại những cái mã cổ phiếu nó sẽ có những sự phân hóa, thì khi mà cổ phiếu nó phân hóa ấy,
nó đòi hỏi một cái tư duy cũng như là một cái trình độ chuyên môn rất là cao của nhà đầu tư nếu như muốn tham gia trong giai đoạn hiện tại. Và mình xin lại đó, tại vì cái cơ hội ở bây giờ ấy, em phải nói là đại cát tìm vàng, thật sự nó là như thế. Anh chị, nhiều anh chị mình đánh lan man trên thị trường ấy, mình không bao giờ có lãi được trong một cái giai đoạn như hiện tại ha. Tại vì nếu như mà chúng ta mua phải nhưng mà cổ phiếu nào mà đã tăng rồi thì anh chị sẽ dính vào những nhịp điều chỉnh. Có chị nào mà cầm cổ phiếu trong nhịp điều chỉnh mà mình quá lo sợ, mình vừa bán ra thì cổ phiếu nó phải phồng lên, tại vì cổ phiếu điều chỉnh xong ấy thì nó sẽ có những xu hướng nó bật lại. Còn những chị nào mình đang nắm cổ phiếu mà trong một cái xu hướng tích lũy ấy, mà những cái xu hướng tích lũy là gì, là những cái vùng mà tổ chức đội lái họ thu mua là những lượng hàng. Khi mà tổ chức họ gom xong những lượng hàng ấy mà cái vùng tâm lý đó nó sẽ tạo nên những cái tâm lý chán nản cho nhà đầu tư, mà anh chị mình chán nản mình bán ra thì hôm sau mình thấy cổ phiếu lại tăng thì lúc đó mình lại hơi dở. Cái thiếu sót của anh chị mình ấy, là mình chưa đầy đủ mình hiểu về những cái quá trình mà nhà tạo lập cũng như đội lái họ vận động cổ phiếu, để từ đó mà mình có được những cái hành vi cũng như những cái cách phản ứng mà mình xử lý nó sai lầm, thì mình sẽ dẫn đến những cái việc mà mình có thể được gọi là bán trước cửa thiên đường ấy. Anh chị nào nhớ con cái thắt bê không, con thắt bê đằng trước ấy, nó có những nhịp tích lũy rất là lâu. Thì những cái vùng tích lũy như thế này là những cái vùng mà tổ chức họ gom hàng, họ sẽ tạo những vùng tâm lý chán nản. Tại vì anh chị mình biết rằng là khi mà tổ chức họ muốn đánh lên ấy thì họ phải gom những cái lượng hàng, họ gom đủ hàng để cái lượng cổ phiếu trở nên khan hiếm. Và trong một cái vùng mà họ đã lấy họ gom hàng ấy, họ phải làm thế nào để họ ép cho tất cả các chị nhà đầu tư bán ra gần hết, khi đó tổ chức họ mới đánh lên. Còn cái việc mà anh chị mình nắm hàng quá nhiều ấy, làm gì có một tổ chức nào mà họ đánh lên cho anh chị mình chốt lại. Chúng ta phải hiểu những cái vận động như thế. Có thể là những cái phân tích của em ấy nó đi đúng vào cái tâm lý nhà đầu tư, đôi khi anh chị mình bị dính vào tâm lý đó mình sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đấy là những cái quá trình mà em phân tích nó thực tiễn nhất trên thị trường, và đó cũng là một cái phương pháp mà em đang áp dụng trong những quá trình mà em đầu tư kiến thức ha, cũng như là em giảng dạy trong một cái khóa học của em. Thì trong những cái video của em ấy, trong cái phần mô tả em để rất là nhiều những cái thông tin dữ liệu, anh chị có thể mình vào đây để mình xem qua ha. Có thể anh chị vào đây mình đọc này, để mình có thể liên hệ cho em mình đăng ký khóa học, hoặc là anh chị có thể liên hệ cho em để mình muốn mở tài khoản công ty chứng khoán VBS, mình về em hỗ trợ. Thì những trong cái phần mô tả của video ấy, em để rất là chi tiết, anh chị có thể về mình xem ha. Còn cái vận động thị trường như hiện tại em đã nói rồi, thì những cái vùng tích lũy của SHB này cũng như là cái vận động của các mã cổ phiếu ấy, nó sẽ có những cái sự phân hóa. Cái việc anh chị mình ấy là mình phải chọn lọc cổ phiếu mình tham gia, những cái điểm mua của mình chuẩn ấy, thì mình sẽ không gặp những cái áp lực khi mà thị trường chung nó có những nhịp mà nó rung lắc như trong phiên hôm nay nha. Anh chị mình thấy trong cái hệ thống khách hàng của em không, những cái điểm mua chuẩn ấy, thì đối với hệ thống khách hàng của em hiện tại trong phiên sáng này ấy, mọi người cũng không phải là quá lo sợ đâu. Tại vì cái điểm mua chúng ta là những cái vùng mà nó quanh những vùng tích lũy, những cái vùng mà tổ chức họ gom hàng. Thì khi mà những vùng tổ chức họ gom hàng cổ phiếu mà điều chỉnh ấy, tổ chức họ sẽ là những người mà họ sẽ đỡ giá cổ phiếu, họ sẽ không để cho cổ phiếu điều chỉnh quá nặng. Tại vì anh chị biết rằng là khi mà đội lái nó gom hàng mà nó để cho cổ phiếu nó điều chỉnh quá nặng ấy, thì có phải là nó cầm cây cưa nó cưa cái chân nó đó. Chúng ta phải hiểu cái vận động như thế anh chị ha. Đấy, và ngày hôm nay nó cũng có một vài cổ phiếu khá là tâm điểm mà, thì một chút nữa chúng ta sẽ đi review qua cổ phiếu sau. Còn bây giờ chúng ta đang phân tích về những cái vận động để cho anh chị mình nắm bắt. Thì ngày hôm nay là anh chị mình thấy rằng là cổ phiếu nó thị trường chung ấy, nó quay về nó test tại cái gap trước và nó đã lắp cái gap và rút chân lên như thế này, thì em đánh giá là một cái phiên tương đối tích cực của thị trường ha. Đấy, chúng ta cũng không nên quá hưng phấn ở trong cái giai đoạn hiện tại, nhưng mà anh chị mình cũng không nên quá bi quan đâu. Em đánh giá là cái giai đoạn hiện tại là thị trường nó phân hóa, thì cái việc của anh chị mình ấy, là mình giữ những cái trạng thái nó cân bằng, cũng như là mình tham gia vào thị trường ấy, với những cái tỷ trọng vốn nó phù hợp. Chúng ta không nên all in, chúng ta không nên full margin ở trong một cái giai đoạn hiện tại, tại vì những cái mẫu hình mà nó sẽ quay ấy, có thể là một cái mô hình nó sẽ gom hàng cho nhịp đánh lên, hoặc nếu mà những cái nhịp mà nó chưa đánh lên ấy, có thể nó sẽ rũ đi một nhịp nữa để nó rũ bỏ đi thêm những cái lượng nhà đầu tư đu bám, thì sau đó đội lái họ mới đánh lên. Nhìn với một cái trend xu hướng dài hạn ấy, thì đánh giá thị trường chắc chắn một điều sẽ vượt 1.200, nhưng mà trong xu hướng ngắn hạn có thể sẽ đánh vượt luôn, hoặc là nó sẽ rũ một nhịp rồi nó mới vượt. Thì ở những kịch bản nào chúng ta sẽ cũng sẽ có những cách mà chúng ta xử lý ha. Cho nên chị mình tham gia tỷ trọng như bây giờ ấy, mình nên đánh với những cái tỷ trọng vốn nó phù hợp, và mình chỉ tham gia cái cổ phiếu bây giờ mình nên đánh ngắn hạn thôi. Chúng ta phải canh đủ một nhịp cổ phiếu bùng nổ về lãi 5-10% thì em cho là chị mình nên chốt đó. Tại vì những cái vùng mà cổ phiếu sẽ quay ấy, thị trường chung nó sẽ quay mà nó đi ngang như thế này này, thì cái dư địa để cho một vài cổ phiếu mà nó bứt phá mạnh ấy, nó sẽ rất là khó. Thường cổ phiếu tăng bùng nổ nó sẽ tích lũy lại hoặc nó điều chỉnh một hai nhịp, chứ không phải nào mà nó tăng như nhịp trước được. Nếu như mà giai đoạn trước chị thấy rằng là cổ phiếu bùng nổ, thì những nhịp mà cổ phiếu bùng nổ ấy, anh chị mình có thể mình vào mà tham gia, hoặc là mình đánh gia tăng vào cái nhịp bùng nổ đúng không. Nhưng mà đối với giai đoạn hiện tại thì những cái chiến thuật và những cái chiến lược nó phải thay đổi ha, để cho nó phù hợp và nó thích ứng với cái vận động của thị trường. Rất nhiều những chị nhà đầu tư mình đã mua những cái phiên bùng nổ về mình đã chết rất là nhiều nha. Đấy, em đánh giá những mà cổ phiếu như là Tiên Phong Bank này, nhìn thấy không,
nhà đầu tư nào mà không hiểu cái vận động hiện tại ấy, mà mình bị cố hữu theo cái phương pháp như là một cái chiến thuật của giai đoạn trước ấy, đó mình áp dụng vô cái vận động bây giờ ấy, thì rất là dễ mua vào những phiên bùng nổ và hàng T3 và chúng ta lỗ 3 4 5% là việc hết sức bình thường đấy. Thì về với một cái vận động như ngày hôm nay ấy, thì em đánh giá là cái ý chí của nhà tạo lập vùng này họ cũng chưa muốn đánh lên đâu chị, tại vì mình biết là tối hôm qua thì chỉ số của Dow Jones ấy, chỉ số chứng khoán Mỹ nó tiếp tục nó tìm lại những vùng đỉnh mới liên tục tìm đỉnh à, thì tại sao Vini nó không tận dụng, nhà tạo lập họ không tận dụng những cái yếu tố của sàn chứng khoán thế giới, những cái tin tốt đấy để họ đánh lên à, tại vì em đánh giá là trong cái vận động hiện tại rất nhiều mã cổ phiếu nó đã đạt về những độ tích lũy, nó chỉ chờ những cái ý chí của nhà tạo lập họ đánh lên thì những mặt cổ phiếu đấy sẽ kéo đồng loạt tăng điểm ấy. Nhưng mà những cái vận động như thế này thì em đánh giá nhà tạo lập họ vẫn chưa muốn kéo vượt, bởi vì chúng ta biết rằng là hồi nãy em cũng đã chia sẻ với chị vấn đề rất nhiều lần ha, bởi vì đó là một cái nút thắt, đó là sàn thâu thì nó chưa có kéo vượt được, bởi vì cái thanh khoản nó là một cái vấn đề lớn nhất trong một cái giai đoạn hiện tại ha. Đó, nhưng mà ở một góc độ ngược lại thì em đánh giá rằng là nhà tạo lập họ cũng chưa có muốn đạp thị trường đâu chị. Đó, nếu như mà họ muốn đạp thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên nó sẽ giảm cực kỳ mạnh. Có những lúc trong thị trường chị thấy là có những lúc mà thị trường chung của chúng ta ấy nó giảm về những vùng mà 1.171 thì nó giảm đâu đấy khoảng 13 điểm, 14 điểm. Đó, nếu như mà nhà tạo lập họ muốn đạp luôn ấy thì nó rất là dễ dàng, nó chỉ dùng những mặt cổ phiếu trụ nó đạp xuống thì cả chỉ số của thị trường chung nó đi rất là xa. Đó, thay vì thế như là một cái phiên dịch ngày hôm nay anh chị thấy, nhưng mà cổ phiếu như Vinhome này, đó có những phiên rút chân như thế này này, đấy rất là tốt đúng không? Hoặc là VIX này, trong phiên nó có những lúc mà nó kéo lên xanh luôn, đó. Nhưng mà cổ phiếu như VIX này, hoặc là SAB, SAB ngày nay tăng 3,6 điểm này, nhịp nhịp tăng cực kỳ tốt đúng không? Hoặc là VGC, đấy nó không giảm quá mạnh, hoặc ngược lại nó có những yếu tố mà nó rút chân nha, đó. Thì không qua những mã cổ phiếu mà em vừa đưa ra cho chị mình này, đặc biệt là những mã cổ phiếu trụ này, hoặc là FPT, đó. FPT ngày hôm nay tăng cực kỳ khỏe vào một cái phiên bùng nổ với yếu tố dòng tiền vào đánh này, đấy, tăng gần như những lúc nó lên gần trần, hoặc là MWG cũng là một cổ phiếu tăng điểm. Thì chị thấy rằng là các mã cổ phiếu trụ trong phiên vận động ngày hôm nay ấy, hầu như là nó chỉ quanh quanh những vùng tham chiếu hoặc có những mã FPT, MWG nó có những yếu tố mà nó tăng điểm thì nó đỡ lại cái chỉ số của thị trường chung rất là nhiều, nó đã kìm hãm cái đà giảm giá của thị trường chung à, thì không qua cái việc mà chúng ta phân tích qua những mã trụ thì chúng ta cũng thấy rằng là cái ý chí của nhà tạo lập họ cũng chưa có muốn đạp thị trường đi quá sâu đó, hay vì thế họ sử dụng những mã trụ để họ neo lại cái điểm số của thị trường chung à, thì chúng ta đánh giá như thế này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp cho một cái giai đoạn mà cổ phiếu đi, thị trường chung đang đi sideways thì nhà tạo lập họ cũng chưa có muốn đánh lên, bởi vì họ gặp cái yếu tố của sàn thâu và họ cũng không có muốn đạp xuống, bởi vì những cái vùng như thế này là những cái vùng mà tổ chức cũng như là đội lái họ đang gom những cái lượng hàng, nếu như mà đội lái nó ép ấy, thì nó sẽ đạp khá là mạnh. Khi mà những cái nhịp mà nó đạp như thế này ấy, vô hình chung cái vận động thị trường sẽ đi vào những mô hình gãy nền dũ hơn đó, đạp để cho anh chị mình nói hàng nghe thêm, những anh chị nào đang sử dụng những lượng cổ phiếu mặc zin ấy, thì mình cũng bán ra những lượng đó, thì khi đó đội lái họ mới gom thêm những lượng hàng họ đánh lên những nhịp sâu hơn, thì cái mô hình mà gãy nền dũ ấy trên thị trường của chúng ta đã xảy ra một nhịp rồi, thì đây là cái nhịp mà thị trường chung xảy ra mô hình về cái nền dũ này anh chị, một nhịp này chỉnh này tăng điểm này đó, nó gặp vài những lại những vùng kháng cự đỉnh trước, thì ở đây trong một cái giai đoạn mà nó đi ngang đâu đấy khoảng 2 4 6 8 10 12 13 13 14 phiên gì đấy thì thị trường nó có những yếu tố mà nó gãy nền dũ, thì cái giai đoạn mà anh chị mình thấy là đây là cái giai đoạn nào, giai đoạn là Covid lần hai nha, thì nó cũng hợp thức hóa với cái việc mà tổ chức họ đạp mà cổ phiếu để họ gom thêm những lượng hàng, tại vì anh chị biết là trong những vùng tích lũy thì ít nhiều cũng sẽ có những cái lượng tham gia của nhà đầu tư cá nhân, thì sau khi mà anh chị mình đu bám trong cái giai đoạn một tích lũy như thế này thì đội lái họ đánh gãy mô hình này gãy nền chỉ nền dũ này đó, thì những anh chị nào mà đu bám trong giai đoạn tích lũy mình sẽ bán ra những cái lượng hàng, tại vì những cái nhịp này là những cái nhịp mà cổ phiếu nó giảm cực kỳ nặng nha, thậm chí là những lúc mà anh chị thấy lên báo ấy, hoặc là lên truyền thông những cái group chứng khoán ấy, anh chị thấy rằng là nhiều nhiều người hô hào là thị trường sẽ gãy về 650, nhưng mà đó là những người mà không hiểu cái vận động thị trường, tại vì khi mà cổ phiếu sideways là những vùng mà tổ chức họ đã thu mua là những lượng hàng à. Cái nhịp mà họ đánh gãy như thế này chỉ là họ ép cho anh chị mình bán ra thôi đó, thì sau đó anh chị thấy thị trường đã có những cái con sóng lớn ở trong cái năm 2020 vừa rồi ha. Thì ở trong một cái giai đoạn hiện tại tùy vào cái vận động thị trường nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ phản ứng như thế thôi, nhưng mà em đánh giá là anh chị mình nên tham gia thị trường với những cái tỷ trọng mà nó vừa phải, nó phù hợp, và chiến lược bây giờ chỉ nên là những cái chiến lược đánh ngắn, khi nào thị trường nó bứt phá những một cái cửa ngàn hai anh chị muốn mua bao nhiêu thì mua, muốn đánh full mặt riêng thì đánh, bán nhà bán cửa tham gia cũng được, nhưng mà bây giờ thị trường nó chưa rõ ràng thì mình không nên cược vào những vận động như thế ha. Chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán ấy, anh chị phải hiểu vấn đề là như thế này, cái xác suất chúng ta thắng cao ấy thì chúng ta mới nên nên cược à, chúng ta mới nên tố, còn bây giờ cái xác suất thị trường cũng đang vẫn những cái vùng mà 50-50 anh chị đó, thì cái việc mà chúng ta tố ấy
có phải là chúng ta đang chơi tài xỉu không? Một cửa thắng và một cửa thua à, như thế là không hay nha. Khi nào cái sức mà chúng ta lãi cao ấy, thì chúng ta mới nên tố đó. Thì đấy là những cái vận động hết sức bình thường của thị trường thôi. Thì sau một cái phiên như ngày hôm nay ấy, thì nhìn chung với những yếu tố mà nó rút chân nháy này cũng vận động tích cực hơn một chút ấy. Thì không thường mà vận động rút chân nháy này ấy, chúng ta một phân tích qua các mã cổ phiếu ấy, thì nó cũng sẽ có những yếu tố vận động tương tự ha. Đó, thì đó là những cái phân tích của em về cái vận động thị trường mà chị mình nên chú ý. Cho nên là cái giai đoạn hiện tại ấy, cái việc mà chị mình kiếm lãi ấy, thật sự là rất là khó nhằn à, và cái cơ hội mà kiếm lãi cũng sẽ không có cao đâu. Nó cũng chỉ phù hợp với những nhà đầu tư nào mình có những sự chuyên môn đủ cao, hoặc là mình có được những cái hệ thống khách hàng đầu tư hỗ trợ được đúng, thì mình mới xin làm những khoản lợi nhuận. Còn ngược lại chị mình đánh lan man là mình sẽ rất là khó trong cái giai đoạn hiện tại ha. Ngược lại là mình sẽ rất là dễ mình bị kẹp hàng trong những cái xu hướng mà tơi cộng ngắn hạn ấy đó. Còn anh chị nào muốn xem lại cái video ngày hôm qua thì mình xem để mình hiểu hơn về cái vận động thị trường ha. Em phân tích rất là tổng quát ở trong video ngày hôm qua đấy. Và những cái vùng như hiện tại chị biết rằng là cái lượng nhà đầu tư cầm tiền ấy, cũng là có nha. Thì không thường những cái xu hướng mà nhà đầu tư mà chưa tạo được những cái vùng hưng phấn ấy, thì không thể nào mà thị trường nó có cái nhịp nó gãy mạnh đâu. Chỉ ít là một cái nhịp nó vũ đánh một mô hình gãy nền rồi tiếp tục nó bứt phá, chứ để mà em nói là thị trường mà nó gãy luôn ấy, cái xác suất xảy ra rất là thấp. Cho nên chị cũng không phải quá lo sợ về cái vận động thị trường đâu ha. Đấy. Còn anh chị nào trong group khách hàng của em ấy thì cứ yên tâm. Thì cũng có một vài cái nguồn tin không chính thống này. Thì khả năng là sàn HOSE 2 tuần nữa sẽ nâng lệnh từ 900 nghìn lên thành 2-3 triệu lệnh. Đó. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho những chị nhà đầu tư của mình, cũng như là một cái cơ hội cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì khi đó tổ chức họ sẽ rất là thoải mái cho cái việc mà họ đổ tiền vào họ đánh lên ha. Đó. Thì anh chị cứ chờ đợi thôi. Còn bây giờ chúng ta cứ vận động, chúng ta đánh theo những cái chiến thuật mà em đưa ra ha. Khi nào mà cái sàn HOSE mà nó áp dụng một cái lệnh mới, một cái hệ thống mới thì khi đó chúng ta tính sau. Đấy. Còn nhìn chung qua cái vận động tổ chức ngày hôm nay sẽ thế nào, xem ngày hôm nay là khối ngoại nó vận động ra sao ha. Thì ngày hôm nay khối ngoại nó bán ròng khoảng 400 tỷ nè anh chị. Nó tập trung nhiều vào Vinamilk thôi. Thì Vinamilk em không rõ cái lý do gì mà kẹt cái phiên giao dịch gần đây khoảng một tháng đổ lại sau Tết ấy, thì liên tục bị bán ròng. À, thì tôi những chị nào tham gia Vinamilk thì cũng đã chia sẻ rồi đúng không? Hôm trước Vinamilk ấy, em đã báo với khách hàng em rồi này, tụi em tham gia những nhịp nào, tham gia những nhịp này này, em kỳ vọng sau khi nó hồi phục lên như thế này, hồi phục lên những vùng nền trước, nó sẽ có những cái xu hướng mà nó tích lũy lại và sau đó đánh lên những nhịp tiếp theo. Nhưng mà không đúng, khi mà cổ phiếu đi không đúng mà vận động chúng ta ấy, thì anh chị phải cắt lỗ ngay. À, tụi em cắt ngay những vùng 104, tụi em thu hồi về những khoản vốn, tụi em đánh những mã cổ phiếu khác. Cái việc đầu tư đúng sai ấy, là cái việc hết sức bình thường trên thị trường. Nhưng mà chúng ta sai, chúng ta phải hạn chế được cái thua lỗ. À, có việc của anh chị mình càng sai mình càng bình quân ấy, thì em đánh giá là con Vinamilk này chưa biết bao giờ anh chị mới về bờ. Thì nó có liên tục những nhịp mà nó là đà nó giảm như thế này thì rất là khó để phân tích về vận động của cổ phiếu Vinamilk ha. Nhưng mà hiện tại nó về là những vùng hỗ trợ một quanh những vùng 100 ấy, thì thôi anh chị đừng có bán. Khi nào nó khủng những vùng 100 ấy thì hãng bán ha. Đã cầm cổ phiếu bây giờ về những vùng hỗ trợ bán ra thì anh chị hơi dở, tại vì những cái vùng cổ phiếu hỗ trợ ấy là những cái vùng nó sẽ kìm hãm mới là giảm giá cổ phiếu. Thì không thường về hỗ trợ sẽ có những yếu tố bật lên ha. Thì ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch nhìn thấy lượng thì nó cũng hơi sợ đấy, có lượng tương đối lớn ấy đó. Nói chung vùng này nó đang có những cái sự tham gia của cái tổ chức với nhau, thì chúng ta sẽ chưa rõ cái vận động, chúng ta sẽ chưa tham gia đâu ha. Đấy. Thì nói chung ngày hôm nay có ngoại nó cũng bán đồng tương đối ấy, nhưng mà cổ phiếu Vin 30 này để xem tự danh, thì tự danh nó cũng có những mã mà nó mua, cũng có những mã mà nó bán. Thì những cái vấn đề mà chị thấy tự danh nó giao dịch 13.000 tỷ này rồi nó bán 13.000 tỷ, 13 tỷ ấy, thì chị cũng thấy một vấn đề như thế nào. Thì các tổ chức cũng như là tự danh trên thị trường bây giờ ấy, họ cũng chỉ đánh ngắn hạn thôi anh chị. Họ mua T3 về họ cũng chốt, tại vì họ cũng chưa rõ được cái xu hướng của thị trường à, cho nên họ cũng không dám cá cược vào một cái quá trình họ ôm hoặc là họ nắm giữ cổ phiếu quá lâu. Tại vì anh chị biết là chúng ta mua những điểm mua chuẩn ấy, mà cổ phiếu chúng ta lại mà chúng ta chấp nhận chúng ta nắm giữ thêm ấy, đối với một cái thị trường mà nó uptrend ấy, thì cái cơ hội và cái biên độ lợi nhuận của anh chị mình sẽ càng ngày càng gia tăng. Còn đối với một cái vận động như hiện tại thị trường nó sideways ấy, thì chúng ta càng nắm giữ thì cái biên độ lợi nhuận của chúng ta sẽ càng bị thu hẹp à. Cho nên tổ chức họ cũng hiểu về những cái vận động đó, họ cũng trading theo những cái chiến thuật về ngắn hạn. Thì anh chị mình thấy là tổ chức mà họ cũng đánh ngắn hạn thì cái việc gì mà chúng ta phải đi ngược lại với họ đúng không? Đó. Những cổ phiếu là VP Bank từ lưa này họ cũng mua họ bán ào ào. Thì nói chung cái vận động thị trường bây giờ thì anh chị mình cũng đừng có quá kỳ vọng. Theo em thì chúng ta cứ đánh ngắn hạn về lại chúng ta nên chốt đi. Đó. Chúng ta phải chừa cho anh chị mình phải chừa vào một cái đường lui và những cái điểm mua chúng ta ấy. Bây giờ mà anh chị nó mua đuổi thì sẽ rất là dễ chết nha. Mua phải có những điểm mua chuẩn. Nếu mà anh chị mình chuyên nghiệp hơn ấy, thì chúng ta phải tham minh được, chúng ta phải canh được những điểm mua mà khi hàng về nó bùng nổ thì đó sẽ là những cái điểm mua đẹp nhất, cũng là những cái
vận động thị trường nó tốt nhất cũng như vận động mà cổ phiếu tốt nhất, thì ở những vấn đề đó nó cần một cái yếu tố về chuyên môn cực kỳ cao anh chị ha, hả, chứ không hề dễ dàng. Đối với những chị đầu tư cá nhân ấy, chọn một cái điểm mua chuẩn đã khó, nhưng mà ở đây cho một cái giai đoạn như hiện tại, chọn điểm mua chuẩn nhưng hàng T3 về mà cổ phiếu bùng nổ thì nó sẽ càng khó hơn ha. Thì sau khi mà chúng ta cùng nhau phân tích về cái vận động thị trường, tiếp theo anh chị mình sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay nó vận động như thế nào ha. Thì đầu tiên chúng ta đi vào dòng ngân hàng trước đi. Thì như anh chị mình hỏi là tại sao mà em cứ hay phân tích về dòng ngân hàng, thì ở đây em sẽ nói với anh chị mình luôn. Thì những dòng mã cổ phiếu ngân hàng ấy, là những cái dòng mà cổ phiếu nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý cũng như là cái vận động giao dịch của thị trường. Tại vì những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn ấy, nó nằm nhiều ở những cổ phiếu ngân hàng. À, thì không thường mà cổ phiếu ngân hàng mà nó tăng hay là nó giảm ấy, nó sẽ tạo nên những cái đà tâm lý cho nhà đầu tư rất là nhiều anh chị ha. Đó, cho nên có thể gọi dòng ngân hàng là một cái xương sống của thị trường chứng khoán. Cho nên lúc nào chúng ta phải đi qua xem cái dòng ngân hàng nó đang vận động như thế nào. Thì đầu a ở đây em sẽ chia sẻ thêm cho anh chị mình này, mình thấy cái biên độ của VN30 không, của phái sinh ấy, thì trong tuần này là những cái biên độ mà phái sinh nó sẽ đáo hạn phái sinh ha. Thì không thường mà những cái nhịp đáo hạn phái sinh ấy, cổ phiếu sẽ có những nhịp mà nó rung lắc hoặc là nó giao dịch với những cái biến động rất là khó lường. Thì ở đây chúng ta sẽ không dự đoán được là phái sinh nó sẽ đạp hay là nó kéo ha. Nhưng mà chị thấy rằng là một cái biên độ ngày hôm nay này, trong một cái hình thập của em ấy, là một cái phiên giao dịch của một cái ngày hôm nay, thì chị thấy này, sáng này mở cửa này sẽ quay đi ngang rất là chán ha, sau đó gãy một nhịp này. Đó, cái nhịp gãy là những cái nhịp mà đội lái họ đè giá, họ test từ những cái lượng cung cầu à, sau đó nó hồi phục này, đó tích lũy tiếp này, sau đó hồi phục tích lũy tiếp. Đó, cái vận động thị trường phái sinh thì mình sẽ thấy là nó vô cùng chán nản, thì ở đây nó sẽ thể hiện hết những cái vận động của trong một phiên giao dịch. Còn ngày hôm qua nó còn chán hơn nữa, chị thấy không, nó đi ngang suốt trong một cái biên độ như thế này. Nhìn tổng quan thị trường này, trong một tháng vừa rồi nó đi ngang, nói chung là em cũng chán lắm đấy. Tiếp theo chúng ta phải nhìn vào cổ phiếu của ACB trước đi ha. Thì nhìn chung ấy, những mặt cổ phiếu nào mạnh ấy, nó đều được thể hiện hết vào những cái phiên giao dịch như hôm nay. Hôm nay là một cái phiên thị trường rung lắc, thì khi mà thị trường rung lắc nó mới xuất hiện những mặt cổ phiếu mạnh à, chỉ cần thị trường nó tăng điểm thì những mặt cổ phiếu này sẽ bứt phá ngay. Thì ACB là con mạnh nhất thị trường hiện tại, anh chị thấy không, một cái phiên mà nó rút chân quyết liệt và nó đóng cửa quanh những cái vùng tham chiếu ấy, và nó với những vùng khối lượng khắp như thế này ấy, thì ai cần bán thì đã bán ra hết sáng nay à, còn những ai cần nắm giữ ấy, thì cứ nắm giữ. Đối với hệ thống khách hàng của em ấy, tụi em có được những điểm mua tốt, tụi em mua những vùng dưới đây này, hôm trước lên đây chốt này đó, canh vị dưới đây cover rồi này đó. Thì bây giờ những cái lượng hàng của ACB ấy, em cứ chờ thôi, cái target em đặt ra cho những cái lượng hàng ACB ấy, thì cứ lên những vùng 34-35 em sẽ canh em chốt ha. Đó, thì ai có hàng cứ giữ, không phải là quá xấu đâu anh chị, ACB nó đẹp nhất rồi đấy. Ai mà nắm giữ ACB thì phải nói là rất tuyệt vời, thị trường đỏ nhưng mà tài khoản xanh ha. Chúng ta phải nhìn vào khối lượng nha anh chị. Thì những cái khối lượng ở đây nó cho thấy rằng là những cái yếu tố về tổ chức, liệu họ có bán ra những cái lượng hàng chưa, hay là họ đang khu mua thêm những cái lượng hàng à, thì chúng ta phải phân tích qua những cái vùng khối lượng như thế này. Tại vì 70% những cái sự tham gia trên thị trường là của tổ chức, của đội lái, 30% là sự tham gia của những anh chị nhà đầu tư cá nhân. Thì những cái khối lượng như thế này anh chị thấy đây là một cái phiên giao dịch với khối lượng thấp, thì chưa phải là một cái phiên gì mà anh chị quá lo sợ về ACB và tổ chức. Em chắc chắn với chị mình luôn, thì tổ chức họ vẫn chưa có thoát được những cái lượng hàng của ACB ha. Thì không thường mà tổ chức họ chưa thoát hàng ấy, anh chị mình cũng không có lý do gì mà mình để mình bán những lượng cổ phiếu đó. Cổ phiếu nó không có xấu đâu mà mình bán, đúng không đó. Hay vì thế chị thấy con BID này, con này là cực kỳ xấu nha. Thì những mặt cổ phiếu như BID ấy, nó sẽ rất là dễ nó quay về nó lấp luôn cái gap trước ha. Đó, gap trước là những vùng hỗ trợ và những vùng 42 ấy. Thì không thường mà cổ phiếu này về 42 sẽ có hỗ trợ nha, anh chị không bán ra những cổ phiếu này ha. Đấy, hôm trước em báo chị mình có những mã này nên bán đi, mà giờ chị mình không bán thì cổ phiếu nó chỉnh lại đi, về hỗ trợ thì chúng ta không bán ha. Đó, ai có hàng thì cứ nắm giữ thêm đi. Bây giờ qua những điểm bán rồi đó, hôm trước cổ phiếu tăng lên này, gặp kháng cự này, chị thấy không, khi cổ phiếu gặp kháng cự nó sẽ kìm hãm cái đà tăng giá của cổ phiếu. Và những mặt cổ phiếu nhà xe của như BID ấy, tích lũy như một cái vùng volume ấy, nó không có được kiệt lắm à, thì đây cũng không phải là một cái yếu tố mà cho anh chị mình tham gia được đâu. Tích lũy phải với những cái vùng khối lượng hấp dẫn ấy, khối lượng kiệt đi ấy, thì khi đó nó mới có những cái điểm mua. Còn những cái nhịp mà cổ phiếu BID thì tích lũy khối lượng lớn quá thì chúng ta sẽ chưa đánh đâu ha. CTG này, CTG ngày hôm nay nhìn chung là nó một cái nhịp mà nó giảm điểm, nhưng mà trong một cái biên độ ngày hôm nay, đây là một cái phiên gì, một cái phiên no supply, là một cái phiên mà nó kiểm tra lại những cái lượng cung cầu với những cái vùng khối lượng khắp như ở đây ấy, thì mình ra tuần tốt mà. Thì những mã này cứ để ra từ tích lũy đi, ngày mai mà nó xuất hiện những phiên test cung ấy, thì sẽ có những sự tham gia cho anh chị mình tiếp theo ha. Đó, ai có hàng mã này hiện cho là vẫn cứ nắm giữ được, tại vì anh chị mình nhìn vào một cái xu hướng của nó ấy, tăng này, gặp kháng cự này, đó, phiên kháng cự này, chỉnh này, đấy, chỉnh về hỗ trợ này, yếu tố bật lại và đang tích lũy lại quanh những vùng 38. Thì
Thì đó là những cái nhịp mà em đánh giá tích lũy cực kỳ đẹp của CTG, thì em cho là ai có hàng thì cứ nắm giữ, còn ai mà chưa có hàng ấy mình sẽ canh một cái điểm ngày mai, thì nó sẽ có những phiên mà test cung ấy với khối lượng nó khắp ấy, thì đó sẽ là cái cơ hội cho chị vào hàng được anh chị ha. Đấy, và những cái lượng hàng của CTG thì hôm qua đã phân tích rất là kỹ, nó là một cổ phiếu nó sẽ vận động tương tự những thị trường chung, thị trường mà cái vùng 1.200 không phải nào mà thiếu vắng được CTG anh chị. Đó, tiếp theo là HDBank. Nếu như em nói ACB là hoa hậu thì thật sự HDBank nó là một mỹ nữ anh chị. Mình nhìn xem một cái phiên dịch như ngày hôm nay rung lắc ấy, mà cổ phiếu HDBank nó có những yếu tố mà nó cút chân quyết liệt như thế này ấy, thì đây là những cái vùng mà tổ chức họ sẵn sàng họ đợi giá cổ phiếu. Khi mà cổ phiếu đã có những cái sự tham gia của tổ chức và đợi giá của tổ chức, thì chỉ cần những yếu tố đồng thuận về dùng chung mà thì những mã này sẽ là những mã cổ phiếu nó bứt phá ha. Thì em cho là ai có hàng thì cứ yên tâm chờ một nhịp bùng nổ lên chốt lãi, thì những cái target ngắn đối với cổ phiếu HDBank ấy sẽ là những cái điểm 28 anh chị. Khi mà nó tăng lên 28 anh chị canh mình bán một phần những lượng hàng cổ phiếu, còn để mà mở mua mới bây giờ em sợ nha. Nếu mà ai chấp nhận rủi ro thì có thể tham gia được, còn nếu như mà anh chị nào không chấp nhận rủi ro ấy thì thôi cứ ngồi nhìn, tại vì chúng ta phải canh được những cái điểm T cộng 3 về. Em chắc chắn với chị mình là những cái điểm mà nó bùng nổ, nhưng mà T cộng 3 về thì liệu nó có đạt và đủ cái biên độ lợi nhuận cho anh chị chút lãi không thì ở vấn đề đó em chưa chắc. Còn em ai có hàng thì em cho là bạn cứ nắm giữ, mã này sẽ có những yếu tố mà nó bùng nổ đấy, nó rất là đẹp ha. Một phiên test cung này liên tục ba bốn phiên test cung liên tục mà nâng nền như thế này là một cái mô hình cực kỳ đẹp ha. Nhìn chung ấy nó sẽ là những mô hình gì, vai đầu vai này, đó vai đầu vai ngược, anh chị thấy vai đầu này vai ngược này rất là đẹp. Ngày hôm nay là cái nhịp mà cổ phiếu của LBB điều chỉnh nè đó, thì những cái nhịp mà điều chỉnh của LBB là việc hết sức bình thường. Không thường một cái phiên em đánh giá với anh chị mình rồi, em đã nói rất nhiều rồi, anh chị nào mà tham gia một cái phiên bùng nổ như phiên không biết xấu ấy, hàng về mình sẽ rất là dễ mình gặp những áp lực của mình điều chỉnh và mình sẽ bán cái những vùng mà cắt lỗ. Anh chị mình nhìn lại cái tài khoản xem ai mà mua đổ phiên không biết xấu thì liệu hàng tới 3 ngày mai về tài khoản mình có còn lãi hay không, thì đó là cái dấu chấm hỏi. Cho nên cái chiến lược bây giờ ấy, mua những phiên bùng nổ là những sai lầm nha. Nếu như hôm trước anh chị nào còn nhớ đây là phiên bùng nổ em cho mua lên mình chìm vẫn lãi, nhưng bây giờ thì mình nhìn lại là những cái phiên bùng nổ như bây giờ ấy, với một cái xu hướng thị trường chung đi sideways ấy, mua phiên bùng nổ về là hàng lỗ ngay đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải canh và chúng ta phải thăm minh được cái điểm chúng ta mua hàng T3 về nó vừa cổ phiếu vừa nổ thì mình vừa chốt lãi thì nó sẽ tối ưu hơn ha. Còn bây giờ đối với những chị nào đang có hàng LBB thì em cho là cứ nắm giữ ha, cũng không vấn đề đâu. Những vùng hỗ trợ quanh những vùng 16 ấy, những vùng hỗ trợ mạnh, khi nào mà nó khủng đi những vùng 16 ấy thì khi đó chị mới chốt lãi. Thì ngày hôm nay là một cái buổi mà em làm việc cực kỳ mệt, em phải quan sát thị trường rất là kỹ và đưa ra những cái chiến lược cũng như là những cái cách xử lý kịp thời cho cái hệ thống khách hàng của em ha. Thì chị chúng ta cũng sẽ cùng nhìn qua lại cái vận động thị trường như ngày hôm nay ha. Thì VRE này một chút sẽ nói sau, VRE là một mã cổ phiếu cực kỳ mạnh đúng không, đó em đã nói rất là kỹ cho cái hệ thống khách hàng của em này đó, chúng em sẽ nói về mã này sau. Đấy, em đánh giá này, sau khi thị trường nó rung lắc một phiên sáng ấy, và nó có những nhịp yếu tố mà hồi phục ấy, em cũng nói rồi mọi người đừng quá hưng phấn. Thị trường thường có một cái nhịp mà nó test lại đáy ngắn sáng nay, nếu mà nhịp test này quan trọng nha, nhịp test này thành công thì chiều sẽ kéo, nhưng mà anh chị thấy rằng là cái nhịp test sáng nay nó không thành công. Chúng ta cùng nhau bật lại cái chẹt của Vini này, anh chị sẽ thấy ha. Thường mình sẽ bật một cái chẹt 5 phút hoặc 15 phút gì đó, chị sẽ thấy rõ cái vận động thị trường hơn ha. Ngày 16 đâu đây nè, thì đây là một cái phiên giao dịch nó tương ứng một cái hành ba là 15 phút này, ở đây anh chị thấy không, sáng nay trường mở mở phiên và nó giảm điểm luôn, nó giảm một phiên như thế này lấy khoảng 5 điểm, và sau đó thị trường có những yếu tố mà nó hồi phục này. Sau khi hồi phục lên như thế này thì em nói về không có thằng của em là mọi người cũng không nên quá hưng phấn đâu, đừng có mua vội cho một cái nhịp hồi phục đầu tiên. Thường mà một cái nhịp hồi phục đầu tiên ấy, nó rất là dễ nó test lại cái đấy chưa, thì ở đây thị trường đã tạo cái đấy nha, đó đấy ngắn này, đấy ngắn 15 phút thì thường sẽ test lại, nhìn thấy không, nhưng mà test lại mà nó xấu mà nó khủng như thế này ấy, thì là một tín hiệu không được ok lắm. Chị thấy không, nếu mà ai mà bắt sớm sáng nay trong nhịp mà hồi phục ấy, là hôm nay T cộng không hàng trong ngày về đã thấy lỗ rồi ha. Đó thì đó là những cái chiến thuật mà em đã phân tích cũng như là những cái vận động em đưa đến kịp thời cho cái hệ thống khách hàng của em ha. Còn những anh chị nào mình xem video ấy thì mình phải chờ đến 6-7 giờ thì nó mới có video cho anh chị mình xem, còn anh chị mình về hệ thống khách hàng của em ấy, thì mới có được những cái lệnh chi tiết cũng như phân tích kỹ về những cái vận động thị trường để cho anh chị mình đánh ha. Đấy, còn nói cái thủng nó xấu như thế này ấy, thì em phải có những chiến lược khác em hỗ trợ cho hệ thống khách hàng của em ha. Đó, vận động thị trường tương đối dập dẹo này nên mình phải thu gọn danh mục. Nhưng mà cổ phiếu TP Bank ấy, hôm trước em kỳ vọng nó hàng tới ba về nó nổ, nhưng mà nó hiện tại nó không có nổ được, thì em phải hạ ra đem giữ những cái tỷ trọng an toàn cho những mã cổ phiếu khác ha. Nhưng mà nhìn qua những mã cổ phiếu TP Bank ấy thì nó thật sự không phải là quá xấu, nhưng mà em thấy nó sẽ tích lũy em một vài phiên nữa, nên những cái yếu tố như thế này chúng ta phải hạ ra. Thì hôm trước tụi em mua những vùng mà quanh những vùng 28.5 28.7 thì bây giờ về chúng ta bán hòa vốn luôn,
thì những mảng này chúng ta sẽ không kỳ vọng quá nhiều đó. Còn là BB này em báo rất là kỹ này, thì sáng hôm nay là những cái phiên mà em vận động thực sự là hết công suất ấy, là BB nếu khủng giá 16 mới chốt lại đó, em báo rất là kỹ đúng không, nếu mà khủng giá 16 mới chốt lại thì những cái vận động cổ phiếu như là BB sáng nay nó không có những yếu tố mà nó khủng được những vùng giá 16, tại vì những vùng giá 16 ấy, là những cái vùng mà nó hỗ trợ, nó sẽ kìm hãm cái đà giảm giá của cổ phiếu. Anh chị thấy về lên 16 này bật lên ngay ha, đó thì đấy những cái vận động của cổ phiếu là BB. Cho nên em đánh giá ai mà có hàng cổ phiếu là BB thì khi nào mà cổ phiếu nó xấu, nó khủng cái vùng 16 ấy thì chị hãy chốt lại. Còn những cái nhịp như hiện tại ấy, anh chị mua theo em đều lãi mà đúng không, chỉ ai mua đuổi ấy, thì mới lỗ thôi à. Cho nên em nói rồi, điểm mua và cách đi vốn là hai yếu tố cốt lõi nó sẽ cấu thành cái lợi nhuận của chị mình. Ai mua đuổi thì phải chấp nhận cái rủi ro thôi, tại vì anh chị mình chưa đủ những cái kiến thức mà cũng như chưa đủ những cái sự chuẩn bị à, thì chúng ta mới lao vào mua đuổi. Mua theo những cảm xúc thì sẽ rất là dễ chết trong cái giai đoạn như hiện tại ha. Đó, tiếp theo là MBB. Thì MBB những máy này nó cũng đã không còn những điểm mua, còn anh chị nào cố chấp mình lao vào mua thì ngày hôm nay mình gặp ngay những nhịp mà nó điều chỉnh ngắn à, đây chỉ là những cái nhịp mà nó điều chỉnh ngắn hạn thôi anh chị. Em cho là ai có hàng thì cứ giữ được. Khi nào mà cổ phiếu LBB ấy, mà nó khủng đi những cái vùng hỗ trợ một quanh những vùng mà 28.5 ấy, thì đó anh chị mình hãy chốt lại. Nhưng anh chị nào mua mã này nó có lỗ đúng không, chỉ có mua đuổi trong phiên sáng nay lỗ thôi à, thì anh chị phải lưu ý ha. Khi nào mà nó khủng hỗ trợ thì chúng ta hãy chốt lại ha. SHB thì em cũng không phải nói quá nhiều về những mã cổ phiếu SHB à, thì ngày hôm qua em đã báo cho cái hệ không có tiền của em chốt quanh những vùng bao nhiêu 18.4, thì sáng nay SHB nó nhúng về lại những vùng 17.6 ấy. Thì em đã cho mọi người và em đã báo ai muốn cover và ai muốn đánh tiếp những lượng hàng SHB thì canh mà cover lại đánh đó. Thì em đã chọn những cái điểm mua và cái điểm bán cơ bản của chúng ta thị trường ấy, cơ bản vận động thị trường anh chị mình mua thấp bán cao đúng không, đấy đâu em lấy xem. Nói chung là mọi người cũng khá là hưng phấn với SHB room em ấy, tại vì mọi người cũng nắm giữ SHB tương đối nhiều. Đây SHB này, SHB em báo vào phiên sáng này vào lúc khoảng 9:09 ấy. SHB ai muốn nhặt lại thì nhặt. Những lúc này SHB đang đánh qua những vùng mà dưới 18, những lúc đó em nhớ không nhầm là 17.7 phải đó, thì những lúc đó ai muốn mua lại thì mua, tại vì hôm qua chúng ta đã bán quanh những vùng mà 18.4 à, thì chỉnh về dưới chúng ta cover là những lượng hàng đó. Thì hôm nay tiếp tục anh chị mình ăn thêm một cái phiên mà nó bùng nổ trong cổ SHB ngày hôm nay ha. Thì những cái lượng hàng SHB hiện tại anh chị cũng biết đội lái của anh Hiển ấy là một cái đội lái mà nó đánh cực kỳ khốc liệt trên thị trường. Nếu như mà những nhịp chỉnh xảy ra ấy, nó chỉnh cực kỳ nặng, hoặc là nếu như mà những nhịp nó tích lũy ấy, tích lũy cực kỳ lâu, nó đánh làm có thể nó làm cho cái tâm lý anh chị mình cực kỳ mình cọc về mà cổ phiếu này luôn ấy đó. Nhưng mà khi nó đánh lên ấy sẽ đánh rất là mượt, sẽ đánh rất là nột và đánh cực kỳ quyết liệt, anh chị thấy không? Thì đó là cái vận động của cổ phiếu nhà SHB, nó sẽ tùy vào cái cảm xúc cũng như là cái tính cách của đội lái. Thì đội lái SHB là một đội lái mà tôi nói là phải nói là nó khá giang hồ ha. Đó thì chúc mừng những anh chị nào mình đang nắm giữ cổ phiếu SHB, hoặc là anh chị có thể canh những vùng như thế này mình chốt lại. Thì những cái tài khoản cá nhân bên này không có tiền của em ấy, thì em vừa xem qua thì mọi người cũng đang lãi ở đấy khoảng hơn 15%, 17%, khá là nhiều ha. Thì nói chung SHB vùng này nó càng tăng mình càng chốt thôi, mình cứ rải ra những cái lệnh cổ phiếu của mình chốt, nó chỉnh lại mình mua ha. Và anh chị phải lưu ý cái vùng kháng cự đỉnh trước nha, là những vùng quanh những vùng 19, 19.2, 19.3 gì đấy, những cái điểm mà anh chị có thể canh mình chốt thêm những lượng hàng của SHB ha. Đó. Còn về một cái trên xu hướng ấy, thì đây là những cái vùng mà tổ chức họ đã thu mua, là đã đổ tiền vào họ đánh rồi anh chị. Cho nên về một cái xu hướng về dài hạn ấy, anh chị mình cứ nắm giữ SHB cho những vùng mà trên 20 luôn. Em đánh giá sẽ trên những vùng 20 ha. Đó. Tại vì biết những vùng tích lũy, những vùng mà cổ phiếu họ gom hàng này. Ở đây cũng là những vùng cổ phiếu họ gom hàng này. Và đây cái nhịp vũ này, và đây nó tích lũy thêm này, thì những anh chị nào mình cần bán mình cũng đã bán hết rồi. Nhỏ lẻ bây giờ em đánh giá là họ đu bám không còn nhiều đâu. Chỉ là những người mà họ đu vào những phiên mà cổ phiếu bùng nổ mua đuổi thôi. Đó. Và những lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nắm giữ giai đoạn trước ấy, hầu như là bị vũ bỏ và mình bán ra hết. Anh chị thấy một mã cổ phiếu SHB không? Không thường mà để mà một tổ chức cũng đánh lên ấy, họ phải làm thế nào để họ rũ bỏ nhiều nhất những chị nhà đầu tư cá nhân đu bám. Họ không cho những chị mình đu bám theo và mình ăn theo những nhà tổ chức trong những cái dạng họ gom hàng đó anh chị ha. Nên chúng ta phải hiểu về những cái vận động của cổ phiếu thì chúng ta mới đầu tư được. Đó. Tiếp theo là STB. À, thì STB những vùng như thế này nó cần tích lũy thêm anh chị. Đó, mặc dù trước đó nó có những yếu tố mà nó dòng tiền vào đánh này. Anh chị mình thấy không? Ai mà mua đuổi trong cái phiên một cổ phiếu STB nó nổ ấy, bây giờ hàng T3 về. Nếu mà điểm mua chuẩn ấy thì còn quanh quanh giá vốn, còn điểm mua đuổi ấy, thì bây giờ nhìn lại tài khoản đã lỗ 2-3% là việc hết sức bình thường. Cho nên cái chiến lược bây giờ mà ai mà mua đuổi trong phiên bùng nổ là sẽ rất là rủi ro nha. Đó. Thì chị thấy cổ phiếu tăng lên gặp kháng cự thì những gì mà nó điều chỉnh như thế này là việc hết sức bình thường ha. Nhưng mà chúng ta phải chờ những lượng cổ phiếu của STB ấy, nó phải tích lũy với những yếu tố kiện hơn về cung
thì đó chúng ta sẽ có những điểm mua mới. Còn bây giờ mã này sẽ chưa có điểm mua mới ha. Techcombank này, thì Techcombank em nói rồi, mã này nó sẽ vận động tương tự như thị trường chung á. Anh chị mình nhìn mã này là mình sẽ biết được cái vận động thị trường sẽ như thế nào ha. Thị trường ngày hôm nay này test cút chân thì mã này cũng tương tự, khối lượng tương đối này đó. Thì những mã này em đánh giá là chị mình không nên mua đâu, ai có hàng thì cứ nắm giữ, còn để mua mới thì sẽ hơi rủi ro ha. Tiên Phong Bank, Tiên Phong Bank là một cổ phiếu mà ngày hôm nay em cho hệ không có hàng của em hạ ra, nhưng mà cuối phiên em nhìn lại trong phiên đó thì em hạ ra, tại vì em e ngại về cái vận động của nó. À, tại vì hôm trước mình đã phân tích kỹ rất với anh chị rất nhiều, những cái phiên mà nó đổ tiền vào đánh ấy, mà nó bị bán ngược lại ấy, thì đó là một tín hiệu không phải là tốt. Thì thường những tín hiệu mà không tốt như thế thì nó đòi lái là phải tích lũy thêm và phải test thêm những lượng về cung cầu. Nhưng mà nhìn chung một cái phiên giao dịch như ngày hôm nay của Tiên Phong Bank ấy, thì em cho là anh chị nào có hàng thì cứ nắm giữ được. Tại vì sao? Tại vì một phiên test cung và rút chân với lượng khách như thế này thì tương đối đẹp nha, em thấy là tương đối đẹp đó. Sau khi một cổ phiếu đóng phiên ấy, thì em thấy nó khá là đẹp đó. Còn ai có hàng thì cứ giữ, cũng chẳng vấn đề cả. Còn với hệ không có tiền của em ấy, thì tụi em đã thoát cái một phần lượng hàng của Tiên Phong Bank rồi, tụi em bán quanh những vùng hòa vốn luôn. Tại vì em không phải mua đuổi mà, em chỉ mua trong những vùng tích lũy như thế này này đó, chứ em không hề mua đuổi những phiên trước, cho nên cái việc mà rủi ro ấy, là bằng không anh chị ha. Vietcombank này, Vietcombank ngày hôm nay phiên tích cung rất là đẹp nha anh chị, một phiên tích cung rất đẹp của một cổ phiếu trụ Vietcombank. Thì không thường những phiên tích cung như thế này ấy, ngày mai nếu mà thị trường nó tăng điểm ấy, thì những mã như Vietcombank này, những mã anh chị mình phải quan tâm, nó sẽ rất là dễ sử dụng, này nó kéo ha. Đấy, tiếp theo là VPBank. VPBank những vùng này đã cao rồi và nó cũng đã không còn những điểm mua an toàn cho anh chị mình tham gia. Ai có hàng thì những vùng như thế này canh chốt ra một phần thì được, còn để mua mới thì chưa nên đâu, cứ chờ phải tích lũy thêm nữa thì mới mua được đó. Nhìn vào dòng ngân hàng thì nhìn thấy rằng là cổ phiếu sẽ có những sự phân hóa ha. Mã nào đẹp ấy, thì nó vẫn đẹp như ACB, HDBank khá đẹp. Mã nào bị chỉnh ấy, như CTG thì phải cần một những phiên mà nó test cung trở lại với lượng khắp thì nó mới đẹp và nó mới có sự tham gia của nhà đầu tư được ha. Còn bây giờ anh chị mình chưa vội đâu đó. Nhưng mà nào mạnh thì quá quá mạnh này, như SHB đó. Nhưng mà nào test cung như Vietcombank, như là Tiên Phong Bank thì cái xác suất mà nó bùng nổ những phiên tiếp theo là có anh chị đó. Cho nên chúng ta phải chọn lọc cổ phiếu nó phù hợp và chọn lọc, và chúng ta phân tích được điểm mua nó chuẩn thì anh chị mới dễ mà tham gia trong giai đoạn này. Tại vì giai đoạn này hình như là nó rất là sương sẩu và nó không có dễ dàng cho anh chị mình đánh đâu. Tiếp theo mình sẽ nhìn qua lại các cái dòng mã cổ phiếu của dòng dầu khí xem. Thì dòng dầu khí là một cái dòng em cũng rất là quan tâm trong giai đoạn hiện tại. Đầu tiên là nhìn về BSR này. Thì nhìn qua cổ phiếu BSR thì một cái phiên như ngày hôm nay ấy, là một cái phiên mà nó điều chỉnh trở lại. Thì ông thường một cổ phiếu tăng ấy, thì nó sẽ có những xu hướng mà điều chỉnh là việc hết sức bình thường. Hôm nay nó điều chỉnh và là những vùng hỗ trợ này, và nó có những yếu tố mà nó rút chân thì đánh giá là tương đối tốt mà. Anh chị phải lưu ý này, thì đây cũng một kỹ thuật mà em chia sẻ cho chị mình luôn. Có một cổ phiếu tăng ấy mà nó điều chỉnh ấy, điều chỉnh về hỗ trợ với những yếu tố khối lượng khắp như thế này là những yếu tố cực kỳ tích cực. Thì đối với dòng cổ phiếu dòng dầu khí ấy, nhịp điều chỉnh sẽ là những cái nhịp mà anh chị mình canh, mình thu mua, mình nhặt những lượng hàng em cho là rất là phù hợp ha. Khi nào mà nó điều chỉnh lại hỗ trợ với lượng lớn ấy thì lúc đó anh chị mới sợ. Còn bây giờ điều chỉnh về hỗ trợ với lượng thấp thì nó chỉ mang tính chất là nó rũ bỏ, nó ép chỉ anh chị nhà đầu tư bán ra thôi. Còn các tổ chức những phiên khối lượng thấp như thế này thì chưa phải là cái dấu hiệu mà tổ chức họ phân phối những lượng hàng ha. Đó. Gas này, thì gas ngày hôm nay khối lượng tương đối lớn nha. Khối lượng lớn những phiên trước thì đây là một cái vận động không phải là quá đẹp của con gas. Nếu như những phiên trước ấy nó vận động khối lượng thấp như thế này thì đánh giá tốt, nhưng ngày hôm nay khối lượng lớn quá thì những mã chủ như là gas ngày hôm nay thì nó bị nhà đầu lập họ sử dụng khá là nhiều quá. Nhưng mà mã này cũng đã về hỗ trợ này, thì em cho là anh chị muốn mua ấy, thì chưa có vội, cứ để cho cổ phiếu nó tích lũy thêm. Khi nào mà nó xuất hiện những yếu tố kiệt hơn việc cung ấy thì nó hẳn vào ha. Còn bây giờ vào với mã gas thì em đánh giá sẽ hơi rủi ro một chút. Anh chị thấy cái yếu tố mà cổ phiếu tăng không, cả kháng cự không, nó rất là quan trọng nha. Nếu như mà anh chị mình không nắm bắt được kháng cự là gì, hỗ trợ là gì thì mình sẽ rất là dễ mình có những khoản thua lỗ, hoặc là anh chị mình thấy cổ phiếu tăng thì kháng cự mình không bán thì bây giờ nó chỉnh về đây anh chị sẽ mất đi đâu đấy một phần lãi ha. Đó, thấy không, tăng này gặp kháng cự này định trước này, cổ phiếu chỉnh ngay đó. Oi cũng tương tự ha, thì ngày hôm nay oi nó cũng về là những vùng hỗ trợ. Thì không thường mà về là những vùng hỗ trợ với khối lượng lớn ngày hôm nay ấy, thì anh chị phải chờ tích lũy nhịp sâu. Khi nào mà nó có yếu tố kiệt hơn về cung ấy thì đó mới đánh được anh chị ha. Đó, ở đây chúng ta thấy không, anh chị thấy nó tăng không, gặp kháng cự này đó. Thì những cái nhịp mà nó chỉnh lại như thế này ấy, nó phải là những nhịp điều chỉnh với khối lượng khắp thì khi đó nó mới là một cái phiên an toàn để cho anh chị mình canh vào hàng. Còn với con ngon như hiện tại chúng ta thì chưa vội đâu ha. Tiếp theo là nhìn về con bét thì nó tăng hoài thôi không nói đâu. BLC là một mã cổ phiếu mà nó đánh về những mô hình gì, mô hình về cốc tay cầm nha. Ở đây là nó đang hình thành về những cái mô hình đấy, thì không thường một cổ phiếu mà nó hình thành những mô hình như thế này sẽ khá là đẹp nha. Đây là cái cốc này, đây là cái phần tay cầm mà cổ phiếu này đang hình thành đó. Thì bây giờ anh chị mình sẽ chờ nó tích lũy 1-2 phiên nữa, nó có những yếu tố kiệt hơn về cung ấy,
Thì hôm nay là một cái phiên no supply khá là đẹp này, ngày mai có cái cung thì đẹp hơn nha. Thì thông thường những mã như thế này ấy, sẽ rất là phù hợp cho trình quan sát mình canh những điểm mua nha. Đấy, tại vì nó khi mà cổ phiếu mà nó đạt về những mô hình ấy, thì nó bứt phá đâu đấy cái biên độ lợi nhuận nó khoảng rơi khoảng 10-15% so với cái giai đoạn hiện tại ha. Đó, BLC đánh giá khá là đẹp ấy. Chỉnh như thế này là chỉnh tốt nha, chứ mà chỉnh xấu đâu. Điều chỉnh với lượng khắp là điều chỉnh tốt. Điều chỉnh với lượng lớn ấy, thì chị mới sợ. BLX này, BLX thì mã này tụi em đang về bờ này. Tụi em gần về những vùng giá 4 hôm trước mua quanh những vùng 58-58.x ấy. Thì bây giờ có những nhịp tăng điểm. Thì những nhịp như BLX bây giờ em đánh giá với chị mình rồi mà đúng không? Nó là những cái vùng mà tổ chức họ đang giao dịch với nhau. À, hôm trước có một phiên test cung với lượng khắp này, đây một ông một cái phiên kiểm tra lượng cung cầu với lượng khắp như thế này ấy. Thì nó cho là cái yếu tố áp lực bán ấy, nó cũng đã kiệt đi rồi. À, và cổ phiếu cũng đã về những vùng hỗ trợ. Khi mà cổ phiếu về hỗ trợ với lượng khắp ấy, anh chị nào bán ra thì là hơi dở ha. Đó, hay vì thế chúng ta cầm thêm một chút thì chưa thấy mình ăn được hai phiên không, hai phiên ông đấy khoảng 4%. Đó, thì đối với con BLX này đối với thằng em vẫn còn nắm giữ, thì cứ chờ nó lên đây nó phải tích lũy lại này. Đó, cổ phiếu này phải lên tích lũy lại thì đó chúng ta sẽ có những điểm chúng ta tham gia tiếp. Mà tiếp theo là con bâu thì ngày hôm nay nó có những yếu tố mà nó cũng chân khá đẹp nha anh chị. Cổ phiếu này anh chị thấy không, cổ phiếu giảm về hỗ trợ thì có những yếu tố đỡ giá cũng chân lên, thì đây là những cái vùng mà đội lái họ sẵn sàng họ đỡ giá cổ phiếu ha. Tại vì đây là những cái phiên mà tổ chức họ đã vào hàng rồi này, thì những cái phiên họ chưa phân phối cho nên chị cũng không phải quá lo sợ về con bâu đâu. Khi cổ phiếu về hỗ trợ bật lên ngay khá là tốt ấy, chỉ cần những nhịp sau tích lũy thêm một chút nữa thì sẽ đẹp hơn. Nên tiếp theo là về BVD ha. Thì nhìn qua cái dòng dầu khí anh chị thấy là đã điều chỉnh về những vùng hỗ trợ. Hôm trước ai mua đủ trong phiên này, ai mua đủ trong phiên này đều chết cả. À, chị thấy không, cái vấn đề mà chúng ta mua đủ trong những phiên cổ phiếu bùng nổ trong giai đoạn hiện tại ấy, đó là một chiến lược sai lầm ha. Sẽ rất là dễ gặp những áp lực mà điều chỉnh trong xu hướng ngắn hạn. Nhưng mà khi một cổ phiếu điều chỉnh xong ấy, và nó có những yếu tố mà nó tích lũy lại ấy, hiện tại dòng dầu khí nhưng con BVD ấy, tích lũy được 2 này 4 5 phiên này, thì tích lũy 5 phiên như thế này thì nó sẽ rất là tốt nha anh chị. Cứ để cho cổ phiếu tự tích lũy, khi nào nó có những yếu tố kiệt hơn về cung ấy, thì khi đó cổ phiếu sẽ có những nhịp mà bùng nổ. Mà tại vì những cái vùng tích lũy ấy, là những vùng mà tổ chức họ gom những cái lượng hàng, ai bắt đáy cái cổ phiếu đi ngang chán nản bán ra, ai mua đuổi hay phiếu đi ngang chán nản cắt lỗ, ai đu đỉnh ấy hay cổ phiếu đi ngang chán nản bán ra, thì đó là những cái tín hiệu em đánh giá cực kỳ tốt khi mà cổ phiếu nó có những tín hiệu mà nó sideways và nó đi ngang trở lại sau một cái nhịp mà nó bùng nổ ha. Đấy, BVS thì cũng tương tự thôi, sau khi bùng nổ này cổ phiếu chỉnh này tích lũy được 2-4-5 phiên, thì những nhịp tích lũy như thế này với những yếu tố volume mà nó tương đối thấp so với những phiên trước ấy, thì em đánh giá khá đẹp nha. Nếu mà chị nhìn kỹ hơn trong một cái vận động cổ phiếu của BVS ấy, thì chị thấy một điều gì, đây là một cái đáy số 1 này, đây là cái phiên stopping volume 3 này, tạo đáy này đó, và cổ phiếu tăng lên không có những yếu tố mà nó vũ lại một nhịp số 2, thì đây có thể là gọi là đáy số 2. Thì chúng ta phải chờ thêm cái vận động ngày mai ha. Thì có thể đây hiện tại đang test là những vùng đáy trước với khối lượng khắp như thế này thì nó giá khá tốt ấy. Đó, trong quá khứ nó cũng rất là nhiều lần nó đánh những mô hình hai đáy. Em lấy ví dụ như con bâu này cho chị mình xem, con bâu đoạn trước nó cũng đánh mô hình hai đáy ấy. Đây anh chị thấy không, tăng điểm này, test lại này, tạo đáy số 1 này, đó, hồi phục này. Anh chị nào mình tham gia trong cái nhịp hồi phục số 1 này mình sẽ rất là dễ mình gặp những áp lực mà chỉnh trở lại ha. Thì khi mà nó chỉnh sẽ rất là dễ nó rũ bỏ chị mình ra đó, cho nên đối với em ấy, em sẽ ít tham gia trong nhịp đáy số 1 lắm, em sẽ canh những nhịp trong đáy số 2 này, anh chị thấy không, chỉnh lại đáy số 2 với lượng thấp thấp hơn những vùng đáy trước, thì đó là những tín hiệu thành công. Thì sau đó cổ phiếu sẽ rất là dễ bùng nổ. À, đây là mô hình gì, hai đáy ngắn cho một cái biên độ tích lũy, thì với BVS nó tương tự như thế, anh chị thấy không, tăng này, chỉnh này, hồi này, chỉnh lại đáy số 2 này, đáy số 1 này, tạo đáy số 2 này, khối lượng thấp này, thì đó là những cái cơ hội cho chị quan sát ha. Thì nói rồi mới mua ngay, nhưng mà cổ phiếu của dòng dầu khí ấy, cái dòng tiền lớn họ vẫn còn nằm trong cổ phiếu, thì cái việc mà chị mình canh những cái vùng cổ phiếu đỏ ấy, mình nhặt một phần thì nó sẽ rất là phù hợp ha. BVT thì BVT nó cũng tương tự như thế thôi, cổ phiếu tăng gặp kháng cự này, điều chỉnh này, tích lũy lại này, khối lượng thấp này, nhưng ngày hôm nay là phiên no supply này, khá đẹp đúng không? Thì nhưng mà cổ phiếu như BVT ấy, nó cũng sẽ rất phù hợp cho chị mình canh những cái điểm mình tham gia được đó. Thì đó là những cái mặt cổ phiếu chúng ta nhìn qua, chúng ta thấy được cái dòng dầu khí ấy, nó đang trong những cái nhịp mà nó tích lũy lại sau một quá trình điều chỉnh có nhiều yếu tố kiệt hơn về cung đấy, thì nó chỉ chờ những cái tín hiệu mà đội lái họ gom đủ cái lượng hàng sẽ đổ tiền và đánh lên tiếp ha, cho nên chị không phải quá lo sợ đối với dòng dầu khí đâu. Tiếp theo là về dòng chứng khoán, thì dòng chứng khoán nói với anh chị mình rồi, chỉ có mã cổ phiếu của SHS ấy, thì cái độ rủi ro nó thấp, anh chị nào muốn mua ấy, thì em mua nhưng mà cổ phiếu như SHS ha. Ngày hôm nay tuy là volume nó lớn hơn những phiên trước nhưng mà về cái biên độ giá ấy, nó không phải giảm quá nhiều, thì nó cho thấy rằng là đây là những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng đội lái họ gom hàng, họ sẵn sàng họ đỡ giá những cái lượng hàng của SHS. Ngày hôm nay ấy, em thấy đánh giá những cái volume như thế này là những cái lượng hàng mà nó đỡ giá nhiều hơn là so với áp lực bán ha. Đó, nó giảm 1% thì nó tối thiểu hơn rất là nhiều so với những mà cổ phiếu như là SAI này, hoặc là VND này,
hoặc là HCM đó, thì đấy là những tín hiệu tốt. Em đánh giá dòng chứng khoán sẽ chưa vội tham gia lại đâu anh chị đó, chỉ có tham gia thì hãy tham gia vào những mà cổ phiếu như SHS, tại vì những cái nhịp tích lũy như này là tương đối đẹp ha. Đó, nó giống với những mẫu hình của VRE. Tiếp theo là về cái dòng nào thì cũng có một vài cái dòng cổ phiếu em đánh giá khá là ok ha. Thì về dòng bất động sản ấy, thì em thấy con SO Mai nó cũng được, nếu như anh chị nào mình chưa có tiền ấy, rồi chưa có hàng ấy, thì canh những mã này đánh lướt ok ha. Những mã này đánh lướt anh chị đánh lướt tới ba sẽ phù hợp này, tại kỳ cung rồi này, có lượng vào này, hôm nay đầu phiên test cung tương đối đẹp nè, có lượng thấp mà rất phù hợp với những yếu tố mà nó nổ ấy. Tại vì những mã mà cổ phiếu dòng bất động sản nhỏ nhỏ ấy, đây đánh giá này khá đẹp ấy. Thì cái giai đoạn hiện tại em thấy là cái dòng bất động sản nó đang dần có những yếu tố mà nó tích lũy kiệt về cung lại này, thì những mã như bất động sản ấy, nó sẽ phù hợp với những chị nào mình đánh ngắn ha. Đó, mình đánh tới cộng 3 mình bùng nổ về chút lãi 5-7% mình chút được. CEO cũng thế này, ngày hôm nay phiên test cung đẹp lên chị đó, nhưng mã này những mã chị mình canh mình vào đánh ngắn khá phù hợp ấy. Đó, trước đó có những phiên tiền vào đánh thôi này, thì cái gì mà cổ phiếu tích lũy lại cho những cái điểm mà chị mình canh mình mua ha. CD hôm qua nổ rồi này, biết xem à, đích cổ phiếu này em trước bùng nổ này, ai mà mua cổ phiếu đích trong phiên bùng nổ bây giờ hàng tới 3 mai và là chỉnh ngay này, lỗ ngay ha. Đó, nên chiến lược mà phải canh mình đánh cổ phiếu trong một cái biên độ tích lũy, khi mà bùng nổ ấy thì hàng vừa về chúng ta chốt lại, thì nó mới là một cái chuyên môn đủ cao trong cái gì đấy hiện tại nó yêu cầu chị phải rất là khó khăn trong quá trình mình phân tích ấy. DSG ngày hôm nay cũng khá là tốt đúng không? Đó, DSG room em có hàng sẵn hôm trước mình đã bán rồi, thì những cái lượng hàng của DSG ấy, ai mà mua đổi trong phiên hôm nay chưa chắc về lãi đâu ha. Đó, tại vì một giai đoạn hiện tại sẽ rất là khó để mà mình kỳ vọng một mặt cổ phiếu nó bùng nổ xa được. Đấy, để em lướt qua dòng bất động sản mã nào đẹp thì em dừng lại này, nhưng mã nhà Hà Đô sẽ khá là đẹp ha. Đó, ngày hôm nay nhìn chung là những cái phiên mà nó kiểm tra những lượng cung cầu này, sau một phiên bùng nổ thì cổ phiếu có những xu hướng tích lũy lại được 5 phiên như thế này sẽ khá là đẹp cho anh chị quan sát ấy. Thì nhìn qua cái dòng thì nó cũng như thế, cũng chả có gì đâu. Thì chị lưu ý những cổ phiếu mà em vừa note lại ở dòng bất động sản ha, thì nó cũng sẽ có một vài mã cổ phiếu mà nó con nó nổ. Tiếp theo nhìn về dòng khép, thì dòng khép ấy đầu tiên chúng ta phải nhìn về Nam Kim. Nam Kim là một cổ phiếu cực kỳ mạnh trong giai đoạn hiện tại, thì em đã nói nhiều với chị mình rồi, dòng khép đây có những xu hướng tích lũy lại cực kỳ đẹp, thì nó chỉ chờ cái sự đồng thuận thị trường chung nó nổ thì những mã này sẽ đánh cực kỳ mạnh nha. Nên danh mục anh chị mình ấy nên có một mã cổ phiếu với dòng khép. Thì anh chị nào mua Nam Kim em bây giờ đã lãi này, ngày hôm nay tăng đâu đấy khoảng 1.39%, thì ít nhiều nó cũng là một tín hiệu tốt hơn so với những mã cổ phiếu khác trên thị trường ha. Dòng khép khá đẹp ấy, nổ tích lũy lại là những cái điểm mà chị mình canh mua được. Đấy, HSG cũng đẹp đúng không? Vẫn trong những cái xu hướng tích lũy thôi. Ngày hôm nay là một phiên test cung này, ó quá đẹp đúng không? Chỉ chờ nó nổ thôi anh chị. HBG, HBG cũng tương tự như thế, thì chỉ là những cái vùng mà nó trong những cái phiên mà nó tích lũy ha. Đó. Thì danh mục ít nhất phải có một mã cổ phiếu dòng khép. Thì những mã cổ phiếu dòng phân bón ấy, thì bây giờ nó cũng đang trong những quá trình mà nó điều chỉnh này, nó cũng có những yếu tố nó kiệt về cung này, đó, nó cũng sẽ rất là phù hợp cho cái việc mà chị sẽ canh quan sát những mặt dòng phân bón được ấy. DCM cũng thế này, ngày hôm nay có một cái phiên mà nó rút chân này, thì đây là cái tín hiệu nó cho là quanh những vùng 16 ấy sẽ những cái vùng mà đáy ngắn hạn của cổ phiếu này rồi. À, thì cái việc chúng ta sẽ chờ những vùng động tiếp theo xem như thế nào, thì thường những mặt cổ phiếu mà nó tạo đáy một như đây ấy, nó sẽ hồi lên và nó test lại cái đáy ngắn đó, thì chúng ta sẽ canh nó test lại cái đáy số 2 này có thành công hay không thì chúng ta mới đánh nè, chứ đừng tham gia quá sớm khi mà cổ phiếu đã test được cái đáy số 1. BFC không còn điểm mua đâu, hôm trước tặng anh chị điểm mua rồi đúng không? Những vùng test cung này, những phiên test cung có lượng khắp đây này, những điểm mua này đó. Em mua đây thì cứ lên đây thì hỏi máy chốt lãi thôi. À. Tiếp theo chúng ta phải nhìn về dòng bán lẻ và dòng nhà Vin. Thì đầu tiên phải nhìn về dòng nhà Vin trước, thì nó sẽ có Vinhome. Thì Vinhome ngày nay là phiên test cung cực kỳ đẹp, tạo đáy hồi phục test cung tích lũy. Thì Vinhome ngày nay là một cái phiên tích lũy. Nếu như mà ngày mai thị trường chung nó tăng điểm, thì những mặt cổ phiếu Vinhome là những điểm mà nó sẽ góp mặt và nó sẽ đóng góp cái là tăng điểm của cổ phiếu Vinhome ha. Thì ai có hàng nghiệm cho bạn nắm giữ. Ngày hôm nay test cung cực kỳ đẹp ha. Hôm trước mà phiên test cung này, ngày hôm nay test cung có khối lượng thấp hơn thì nó đẹp hơn. Nó cho thấy là cái lượng cầu của nhà đầu tư, cái lượng áp lực mà nhà đầu tư cầm hàng nhưng mà này nó không còn nhiều. À, thì khi mà tổ chức chỉ cần nó đổ tiền vào nó đánh sẽ khá là nhẹ. Tiếp theo là VRE. VRE là một cổ phiếu mà nó giữ được cái sắc xanh cho thị trường. Nó neo lại cái là tâm lý thị trường ngày nay rất là nhiều. Thị trường trong phiên có những yếu tố mà nó rung lắc, nhưng mà những mặt cổ phiếu như VRE nó không hề suy nhê, nó cho thấy là đây là một mặt cổ phiếu tương đối khỏe anh chị ha. Tại vì những vùng mà cổ phiếu tích lũy như thế này ấy, hầu như không ai có lãi nhiều, thì nó sẽ không gặp những áp lực bán quá nhiều. Còn mã cổ phiếu nào đã tăng nhiều ấy, thì sẽ gặp những áp lực bán và chốt lãi của nhà đầu tư, đó là những mã cổ phiếu tăng nóng. Còn những mặt cổ phiếu như VRE chỉ là những nhịp tích lũy thôi. Thì đối với cái hệ thống phát tiền của em ấy, thì ngày hôm qua em cũng có tham gia vào những cái lượng hàng của VRE rồi này, đó. Đây là cái điểm mà em đã tặng cho anh chị mình cổ phiếu VRE trong ngày hôm qua đúng không? Đó. Cái việc anh chị mình ấy, mình phải phân tích và mình hiểu được cái yếu tố về dòng tiền, liệu dòng tiền lớn vùng đấy họ đang gom hàng hay chưa, thì mình mới có được những điểm mua nó chính xác.
Còn chuyện đánh lan man này hiện tại sẽ rất là khó mình tham gia này. Mọi người vào mua VRE giá hiện tại này, đánh tài cộng 3 này, đang tới lũy kiệt về cung này đó. Mình mua chạy ăn cây nổ mà mô hình tích lũy là tương tự như VCI và HB. Đó là cổ phiếu của VRE ha, em đã chia sẻ với chị mình rồi này. Ngày hôm qua em cho này không có thèm, em mua giá 34.5 ấy đó. Thì ngày hôm nay mặc dù không phải là lợi nhuận quá lớn nhưng ít nhiều nó cũng là một cổ phiếu giữ được cái sắc xanh cho tài khoản của chị mình, thì đó cũng là cái sự thành công ha. Đó, sự thành công cho một cái việc mà chúng ta phân tích một cái yếu tố và chúng ta hiểu về cái vận động của cổ phiếu. Đấy, chúng ta đánh giá với chị mình cái việc mà chúng ta đầu tư kiến thức ấy, nó rất là quan trọng cho cái yếu tố mà chị mình sẽ tích lũy trong những cái giai đoạn dài hạn ha. Mua khi mà chúng ta mua cổ phiếu ấy, chúng ta phải biết vì sao chúng ta mua thì cái quá trình chị mình đầu tư ấy, nó mới thành công. Còn anh chị mình thấy không, mua mã nào là em phải nói cái lý do vì sao mà nó mua, vì sao nó đạt về những điều kiện mua, thì em báo cho cái hệ thống thằng trong bếp của em thì đó mọi người mới tham gia được. Tiếp theo về những mặt cổ phiếu như là dòng bán lẻ, xem thì dòng bán lẻ tâm điểm nhất ngày hôm nay là cổ phiếu nào? FPT. FPT anh chị thấy không, những cái điểm mà em đã nói với chị rất nhiều rồi. Anh chị này, cổ phiếu này tăng này, test này, tạo đáy một đúng không, tạo đáy một này đó, nó tương tự như BVS này, em đã nói với chị mình đây, hồi phục này, test lại này, tạo đáy hai này đó, tạo đáy hai và tích lũy với những vùng có lượng gấp thì là những cái điểm mà rất là phù hợp cho anh chị mình tham gia. Thì đối với cổ phiếu FPT, có phải là anh chị mình đã lật lại những video trước, hay video ngày hôm qua, video ngày hôm trước em đã chia sẻ rất nhiều về những cái mặt cổ phiếu của dòng bán lẻ ha đó, và nó là sẽ là những mặt cổ phiếu cực kỳ khỏe và nó có thể sẽ dẫn dắt thị trường trong những đoạn tiếp theo ấy. Thì ngày hôm nay FPT là một cổ phiếu nó có những yếu tố của dòng tiền lớn vào tham gia ha. Thì đây là một cái phiên giao dịch nó cho thấy là dòng tiền đổi lái đã đổ vào tham gia những mặt cổ phiếu này rồi, tại vì những cái vùng mà tích lũy như đoạn trước ấy là những cái vùng mà sideways của cổ phiếu ha. Chỉ cần anh chị mình hiểu về mẫu hình, mình hiểu về cái hành vi cũng như là cái tâm lý của đội lái trong những cái vùng cổ phiếu như thế này, mình sẽ rất là dễ mình tham gia và mình mang về được những khoản lợi nhuận đó. Thì em chúc mừng những chị nhà đầu tư nào mình đã tham gia được cổ phiếu FPT thôi. Tiếp theo là MWG. Thì MWG cũng sẽ tương tự như FPT, thì đây là một cổ phiếu mà nó đánh mô hình gì, mô hình gãy nền vũ này, mô hình gãy nền vũ trong một cái biên độ nền tích lũy số 3. Thì ông thường những mẫu này mà khi mà nó hồi phục lên ấy, nó sẽ rất là dễ có những yếu tố mà nó chỉ nước rút nha anh chị. Thì cái dòng bán lẻ em thấy khá là đẹp nha, khi mà dường chung chỉ cần thị trường chung nó có những yếu tố mà nó đồng thuận, nó đánh vượt 1.200 thì dòng bán lẻ sẽ rất là dễ bước vào cái pha chạy nước rút. Cho nên anh chị phải hết sức quan tâm với những cổ phiếu dòng bán lẻ, đặc biệt là mà cổ phiếu như là MWG này. Thì ngày hôm nay là một cái tín hiệu mà FPT nó nổ về MWG, ngày hôm nay một phiên test cung ha. Thì ngày hôm nay tụi bên trong khách hàng của em ấy thì cũng đã canh vào lấy một phần trước MWG rồi đây, thì tụi em đã vào trước một phần MWG này giá bao nhiêu, giá 132.6 này, thì đó là cái điểm mà em canh vào trước một phần MWG ha. Thì hôm nay là cái phiên đóng cửa test cung khá là đẹp của MWG. Thì khi mà chúng cần những sự đồng thuận thì cổ phiếu này sẽ rất là dễ chạy được rút, tại vì đây là mẫu hình gì, mẫu hình cổ phiếu tích lũy nền số 3 nha anh chị, nền số 3 gãy vũ và tích lũy lại thì sẽ rất là dễ chạy nước rút, tương tự như cổ phiếu của DGC ấy. Đó anh chị thấy không, nền 1 này, nền 2 này, nền 3 này, gãy vũ này đó, vũ xong ấy rủ bỏ bớt đi, những chị nhau tôi nhỏ lẻ đu bám cổ phiếu sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút đó. Đây là mô hình nền trồng nền á, thì mô hình nền trồng nền như thế này ấy, em có phân tích và em chia sẻ trong cái hệ thống khóa học của em trong cái buổi nào, buổi số 6 ha. Đó thì cái buổi số 6 này thì trong tuần này là cái hệ thống anh chị học viên trong cái khóa VNA số 2 ấy, sẽ học cái buổi số 6 này là cái buổi học về mẫu hình, mẫu hình cổ phiếu đó. Thì MWG cũng sẽ tương tự như thế, nó đang trong những nhịp mà nó tích lũy cái mẫu hình về nền số 3 anh chị ha. Tiếp theo là về cổ phiếu Masan. Thì Masan nhìn chung nó không có phải là quá đẹp lắm so với dòng bán lẻ đẹp nhất là PT, MWG, BNG. Thì mà như Masan ấy, chúng ta cứ chờ thôi, chờ nó hồi phục lên tích lũy lại chúng ta tham gia. BNG này, BNG sau một phiên ngày hôm qua nó mở gáp, thì em đã phân tích với chị mình rồi, cổ phiếu này rất là dễ quay về lắp cái gáp ha. Thì những cái gáp này nó lắp lại với lượng gấp như ngày hôm nay là tín hiệu tốt, nhưng mà phải chờ những nhịp mà nó tích lũy thêm một chút nữa thì chúng ta mới tham gia được. Nhưng mà cổ phiếu như BNG, nhưng mà nhìn về một cái trend xu hướng ấy, mã này đang trong những mô hình mà tích lũy nền tốt như thế này từ những vùng mà tháng 12 đến như hiện tại là tích lũy từ khoảng đâu đấy khoảng 3 tháng. Thì không thường một mẫu hình mà cổ phiếu tích lũy 3 tháng ấy, khi mình nó nổ ấy, cái biên độ lợi nhuận của nó rơi vào khoảng đâu đấy 20-35% anh chị ha. Đó, nó tương tự như giai đoạn trước này. Đây là một cái giai đoạn mà cổ phiếu của BNG tích lũy mô hình nền tảng dài này. Đó, sẽ rất là dễ nó bùng nổ trong một cái biên độ lợi nhuận kỳ vọng xa hơn. Thì với BNG, anh chị hãy quan sát, ai có hàng thì cho bạn nắm giữ, còn ai chưa có thì canh vào lấy những vùng như thế này sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Đó. Thì đó là về những cái cổ phiếu của dòng bán lẻ ha. Đấy. Thì bây giờ nó cũng hết mã để phân tích rồi. Giờ tiếp theo
Thì cái video ngày hôm nay ấy, thì em cũng phân tích cho anh chị như thế, nhưng mã nào ấy nó vận động ra sao thì chúng ta phải xem và chúng ta note lại để anh chị mình hiểu hơn về cái vận động cổ phiếu anh chị ha. Còn đối với cái yếu tố là dừng chung ấy, dạng này sẽ rất là khó khăn, nó yêu cầu cái chuyên môn của anh chị phải cao mình mới tham gia và mới kiếm lãi được trong thời hiện tại. Còn nếu không ấy, anh chị mình chỉ nên đầu tư với những tỷ trọng mà nó phù hợp thôi ha. Chúng ta phải chừa cho nó những yếu tố về đường lui đó. Thì cái video ngày hôm nay nó cũng đến đây ha. Thì khoảng tối nay khoảng 8 giờ thì em có cái khóa học dành cho những chị học viên. Thì hẹn gặp lại anh chị mình trong những cái video sau. À, chúc anh chị mình có một cái buổi tối vui vẻ. Xin chào cả nhà.